Hiện giờ chúng tôi đang chuẩn bị những tập quà cuối cùng dành tặng cho các em học sinh cấp 2 nhân dịp khai giảng. Hy vọng là các em sẽ thích thú với món quà này. Thuộc tập đoàn Sơn truyền thống có số 1 Nhật Bản thì chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực để không chỉ mang lại những cái sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho cộng đồng mà còn sát cánh với những cái hoạt động cộng đồng của xã hội liên quan đến lĩnh vực giáo dục và môi trường. Chúng tôi mong rằng các em sẽ không ngừng ước mơ tô màu cuộc sống bằng những ước mơ đầy màu sắc giống như thông điệp mà chúng tôi truyền tải trên mỗi cuốn vở mà dành tặng cho các em ngày hôm nay. Lãnh đạo nhà trường thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn những cái nhà hảo tâm, nhà tài trợ cho nhà trường, đặc biệt là hãng sơn Kansai của Nhật Bản đã dành một cái phần quà đặc biệt cho nhà trường là 1.500 quyển vở. Cũng xin chúc cho hãng sơn Kansai của Nhật Bản càng ngày càng một phát triển. Em cũng rất vui và tự hào, và em sau khi nhận được quà thì em sẽ cố gắng học tập hơn và sẽ học thật giỏi để có thể là được thành tích cao trong học tập ạ. Một lần nữa, thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Kansai Ashanam, xin được bày tỏ sự trân trọng tới ban giám hiệu các trường trung học cơ sở đã ủng hộ, giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình tặng vở ngày khai trường cho các em học sinh đúng vào ngày khai giảng năm mới. Kính chúc quý thầy cô và các vị phụ huynh sức khỏe và may mắn. Chúc các em học sinh một năm mới học tập tốt và gặt hái nhiều thành công. Xin cảm ơn.